Xin chào các bạn nha. Hôm nay là mình sẽ nói một cái câu chuyện về một cái người vay 50 triệu của bên chỗ công ty MB quân đội. Thực ra nó là MC Credit, nó là công ty con của ngân hàng quân đội thôi. Thì ngân hàng quân đội thì giờ cũng cho vay các bạn ạ, cho vay từ tháng 4 năm 2018 đến giờ, bắt đầu tháng 3 2018, tôi nhớ là như thế. Bởi vì lúc đấy là cái hệ thống của cái đơn vị này có mời tôi về, và hồi đó tôi từ chối. Tôi nhớ là tháng 3 hoặc là hay tháng 4 2018 ấy, tôi từ chối không làm. Đó là một sự lựa chọn đúng, vì trước đây tôi cũng khá là nổi trong cái thị trường tài chính này mà. Thì sau đến tháng 10 2018 tôi bỏ luôn, tôi không làm và tôi quay lại cái nghề mà như bây giờ các bạn thấy đây. Và chính thức vào tháng 4 2020 tôi mới bắt đầu làm cái công việc này để hỗ trợ cho các bạn. Thì ngày hôm nay tôi có nghe được một cuộc điện thoại của một bạn. Đấy, một bạn có vay 50 triệu của thằng MC Credit. Vay 50 triệu trả một tháng 2,7 triệu. Nên thì hiện tại bạn này gọi đến cho tôi để cầu cứu. Thì cái nội dung mà tư vấn này tôi không biết là tôi có tư vấn đúng hay không, hay là tôi đang tư vấn sai. Thì tôi rất là mong các bạn nghe, và các bạn nghe hết nhé. Các bạn nghe hết và các bạn cho tôi cái ý kiến. Thì có rất là nhiều bạn thường là chỉ nghe video của tôi một chút thôi, rồi sau đấy tua đi tua lại và cuối cùng chẳng được cái gì. Tôi còn nhấn mạnh và nói với các bạn rồi, khi đã nghe video clip của tôi, nghe thì nghe cho nó hết, còn không nghe thì đừng có nghe. Để hôm nào rảnh nghe, chứ đừng có nghe câu 1, câu 2 xong rồi vô nhận xét vớ va vớ vẩn, tào lao tào đế là tôi không đồng ý. Các bạn thả một cái nhận xét của các bạn vào, nghĩa là các bạn phải có hiểu biết trong đó. Chứ không thể tôi nói một đường ở trong này mà các bạn nhận xét một nẻo, nó nghe rất là lố lăng và buồn cười các bạn ạ. Thì hiện tại là các bạn, tôi nhờ các bạn nghe xem xong cái clip này, để các bạn xem là tôi nên làm như thế nào, tôi nên làm như thế nào, và tôi tư vấn như vậy có đúng hay không. Và tôi sẽ quay trở lại các bạn một cái clip khác về cái việc của các bạn này, và tôi sẽ ghi clip này là phần 1 thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe cái đoạn này. Alo. Alo ạ. Mình có chuyện gì trao đổi nói đi ạ. Em cũng nói luôn là bạn cũng cho em trình bày luôn sự việc của em như này. Em có được một đơn vay của bên MC Credit ấy. Thì em vay từ tháng trước là đến bên nào, vay bên nào? Dạ. Bên FE bên nào? Bên MC ạ. Rồi. Vâng. Bao nhiêu tiền? Em vay từ 24 tháng trước và đến tháng này thì nó có nhắc nợ. Và đến, tức là nó gọi điện cho em thì em nghe máy thì em nhắc là bây giờ hiện tại là chưa có khả năng để chi trả. Thì tức là nó gọi điện là nó bắt đầu gây sức ép với em ấy. Thì em cũng chưa biết là nên xử lý như thế nào. Thì vay bao nhiêu tiền? Em nhờ gọi. Dạ. Em vay bao nhiêu tiền? Em vay đơn vay của em là 50 triệu ạ. Một tháng trả bao nhiêu? Một tháng trả 2,740,000. Trả 36 tháng? 30 tháng. 30 tháng ạ. 30 tháng trả 2,7 triệu hả? Vâng ạ. Giờ trả được mấy tháng rồi? Mới vay tháng trước mà chưa trả được tháng nào. Tháng này là tháng đóng đầu tiên đấy ạ. Và ý là nhà giật có nên là nó bắt đầu gọi điện gây sức ép đấy ạ. Thế sao lại không đi trả? Dạ thì cũng chưa có khả năng chi trả, tại vì giờ đang dịch khó khăn nên là 50 triệu giờ đâu rồi? Dạ. Cái 50 triệu bây giờ đi đâu rồi? Để làm nhà ấy ạ, nên là chưa trả được đấy ạ. Là vay tiền về làm nhà hả? Vâng ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay là 22 ạ. 22 là em tự làm nhà đấy nè. Em làm nhà cũng với lại có một số tiền của bố mẹ nữa ấy ạ. Hay là nhà này là em làm, em ở riêng hay là làm với bố mẹ? Để làm với bố mẹ. Là bố mẹ bảo vay hả? Tức là lúc bố mẹ em nói chuyện thì bảo là cũng đang dịch nên là cũng khó khăn quá, tức là em cũng đứng ra để em đi vay để làm nhà xong để góp vào làm nhà của bố mẹ để ở ấy ạ. Là bố mẹ vẫn biết là vay gì? Dạ vâng. Ở đây bây giờ em đang làm công việc gì? Hiện tại thì em trước thì em làm công nhân, nhưng mà bây giờ thì là nó bắt giãn cách thì là em ở nhà.
là em nghỉ chỗ giãn cách lâu chưa? Em nghỉ việc lâu chưa? Vâng. Nghỉ chỗ đấy là khoảng 2 tháng rồi đấy. Nghỉ 2 tháng à? Nghỉ xong em mới vay đúng Vâng. không? Hay là vay xong mới nghỉ? Nghỉ xong rồi mới vay ạ. À, nghỉ xong mới vay. Thế cái lúc mà vay thì em ghi là em làm công việc gì? Cũng chỉ là em làm công nhân ạ. Em ghi là làm công nhân trong khi em đã nghỉ rồi. Vâng, chị nhân. Vậy là em với bố mẹ là đi lừa tiền người ta. Không, vậy sẽ lại nói là lừa được à? Cái lúc mà em vay tiền là em đã nghỉ làm công nhân và em đã không có thu nhập rồi. Nhưng mà em cố tình ghi vào trong đó là em vẫn đang làm công nhân và vẫn đang có thu nhập. Thì phải nói như vậy thì người ta mới cho vay tiền chứ, người ta thấy mình có khả năng trả người ta mới cho vay chứ đúng không em? Thì là em vay, em nhờ bên công ty Blue Bank ấy ạ, em nhờ bên đấy họ vay cho em, họ làm hồ sơ. Công ty gì? Công ty Blue Bank ấy ạ. Công ty đấy là làm cái hồ sơ là làm cái giấy xác nhận là có công việc hay là nó đứng ra nó vay cho luôn. Tức là nó làm hồ sơ cho em mà em lại chỉ ghi nhận tiền thôi ạ. Là mất 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 bao nhiêu tiền? Có mất phí không? Có mỗi mất thì mất 65.000 tiền tính SIM ạ, mỗi vậy thôi ạ. À, ý là mất 65.000 tiền SIM thôi gì? Dạ vâng. SIM đấy là nó kêu là nó bán cho em mà hay sao? SIM mà SIM của em đăng ký chính chủ À, ý là dùng cái SIM đó để vay ạ. Dạ vâng. gì? À, vậy là công ty đó nó làm giấy tờ hết cho em việc của em là nhận tiền thôi. Vâng. Bây giờ vay xong rồi rồi không trả nữa, em thấy là cái hậu quả nó ghê lắm đấy em này. Thứ nhất ấy là em vay một khoản tiền 50 triệu về, em chưa trả cho người ta tháng nào hết. Cái thứ hai nữa là hiện tại ấy, về cái vấn đề này chắc là em không, nhưng mà theo cái nhận định của người khác nhìn vào thì em đang với công ty đó sử dụng cái hình thức gian dối làm hồ sơ giả để nhận cái số tiền 50 triệu. Thì cái động cơ của em không phải là trốn tránh và không trả tiền, em vẫn là đi trả tiền, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa chứng minh được cái việc là em sẽ đi trả 1 tháng 2,7 triệu hàng tháng cho người ta. Thì cái này nếu mà 1 đến 2 tháng nữa mà em mà không đóng thì em đầy đủ cái yếu tố để người ta có thể là gửi đơn ra ngoài tòa án. Mà cái này là hình sự chứ không phải là dân sự nữa. Bởi vì là em chưa đóng tháng nào, chưa thể hiện được cái việc đóng, ít nhất em phải đóng được vài tháng thì em mà gặp vấn đề hoạn nạn hoặc là khó khăn thì mới được. Chứ em vay xong là em không đóng luôn, em lấy lý do là dịch. Nhưng thực tế là em đã bị cái sự sự cố này trước rồi, nhưng mà giờ em vẫn cố tình em vay. Nên cái việc này là người ta sẽ khởi tố hình sự. Cái khoản vay từ 4 triệu, như anh nói em, 4 triệu cho đến dưới 50 triệu. Nếu như khởi tố ra em có thể bị phạt tù. Tù mà tù 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 cho đến 3 năm với mức tù treo, án treo. Nghĩa là chấp hành án ở nhà. Và thêm cái mốc là từ từ 1 cho đến đến 3 năm nếu như mà em mà không khắc phục cái sự cố này. Nên là em phải tự tự cân nhắc trước. Đối với những người khác ấy là họ đã vay rồi, họ đã trả được ít nhất ví dụ như 4 5 6 7 tháng thể hiện là họ có vay, họ có trả, nhưng em chưa trả đồng nào hết thì chưa thể hiện được cái gì hết đâu em ạ. À. Và mình tức là bây giờ là em sẽ phải lên trả trước khoảng 1 đến 2 tháng, sau đó À không, mới bây tiếp giờ tục em lên. phải vẫn phải đi trả tiền, em đi trả tiền cho người ta chứ làm gì có chuyện mà em vay xong rồi em không trả tiền em gọi lên đây cho anh thế này được. Bởi vì em vay về 50 triệu, anh nói luôn 50 triệu, bây giờ em không lấy nữa thì em cầm đi trả lại cho người ta. Chứ cái chuyện mà em nói là em cùng bố mẹ để đi vay tiền để về làm nhà là anh thấy không có cơ sở. Nếu như mà 50 triệu không thể làm nhà được. Một cái nhà bây giờ làm gì, nếu mà đã làm nhà không có nhà nào dưới 100 triệu hết đấy. Thế cái nhà của em làm bao nhiêu, nếu mà có thực sự có thì nhà em làm bao nhiêu tiền? Đây cái nhà này em làm là tổng bao nhiêu tiền? Cũng làm giờ đấy cũng khoảng chắc 500 600 triệu đấy ạ, nhưng mà ý là lúc đấy là về cái tiền để là mua cái vật liệu ấy ạ, nên là mới phải đi vay gấp để làm tiền. Bây giờ mà em làm cái nhà 500 600 triệu không có cái lý do nào mà đi thiếu 50 triệu mà phải đi vay tiền 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 rất là cao thế này của công ty tài chính cả. Em muốn làm cái nhà 500 600 triệu em cũng phải có 1 tỷ dự trù đấy rồi.
chứ không có chuyện mà đi có 200-300 triệu đi làm nhà 500-600 triệu được. Cái sở đấy là anh chưa xác minh, anh chưa có. Cái thứ hai nữa là bây giờ vay rồi mà em đã tính toán rồi, khi mà lúc vay tiền mà làm nhà thì em phải tính được 1 tháng trả được 2,7 triệu em mới vay, chứ không có cái chuyện nào mà em vay về là em quyết định là không trả thế này được. Cái thứ hai nữa là cái lúc đó em đã mất việc rồi, thà lúc đấy em đang còn đi làm đùng một cái mất việc thì anh còn chấp nhận được, lúc đấy là em đã mất việc, và việc mà em mất việc em còn đi thông đồng với công ty kia để làm, để bua hồ sơ, để còn làm cái giấy tờ mà không có đúng, ghi bảng lương không đúng, ghi công ty không đúng, thậm chí là cái anh nói luôn kể cả cái người thân bạn bè hoặc là cái người tham chiếu em cũng không không cung cấp đúng luôn, người ta tự bịa tự làm cho em hết luôn, nên là cái việc này rất là nguy hiểm. Người tham chiếu thì là đúng ạ, vì họ tức là họ gọi điện hết tất cả cho bố mẹ em nữa ấy à. Thì bây giờ thì đấy, thì bây giờ bố mẹ em nghe máy như thế, người ta có hỏi là cái con anh chị đúng không, vân vân, rồi bây giờ là con anh chị vay 50 triệu trả một tháng 2,7 triệu có được không, bố mẹ em bảo có. Rồi bên kia nó có hỏi là nếu trường hợp mà con anh chị không trả được thì anh chị có đồng ý trả cho con anh chị không, chắc chắn là có thì họ mới cho vay, chứ không có cái chuyện mà không không người ta cho vay 50 triệu được, không có chuyện đấy đâu. 50 triệu khoản tiền rất lớn trong thời điểm này. Nên là em nói chuyện với bố mẹ đi, cân nhắc cái vấn đề này. Một, bây giờ không trả là em sẽ bị nợ xấu là chắc chắn rồi, sau này cả nhà của em không đi vay được tiền được nữa, nếu mà trong cùng một hộ khẩu. Cái thứ hai nữa, ngoài nợ xấu ra em phải lánh rất là nhiều cái hậu quả, bị gọi điện này, đe dọa, nhắn tin, không những em mà cả bố mẹ em nữa, còn chưa tới, sắp tới giang hồ nó về tận nhà em luôn. Một cái tầm như em thì anh nói nó cho một bạt tai là nằm một chỗ thôi. Thế là anh nói trên cơ sở là những người trước đã bị rồi nhá, em có thể lên mạng em search xem là tụi nó làm cái gì, đây là những cái hậu quả trước mắt khi mà em không trả tiền. Còn cái thứ tư, cái thứ ba, cái thứ nữa là như trường hợp em là nó gửi đủ yếu tố gửi đơn ra ngoài tòa án ngay, không có chật đi đâu được. Dạ, Alo, em nghe ạ. Vâng, đấy, em xin nên thiệt. nên bây giờ anh nói với em này, em lo mà thu xếp tiền với bố mẹ, nói chuyện với họ đi, để còn trả bớt vài tháng, sau đấy nếu mà khó khăn quá thì quay về đây bên anh sẽ xem tình tiết để viết cái đơn giãn nợ cho em, hoặc là giảm lãi cho em, hoặc như thế nào đấy. Chứ còn bây giờ là đứt ngay, em mà làng sàng là tới đây nợ xấu bị này, rồi còn bị ảnh hưởng đến bố mẹ cả bọn những người 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 thân nữa, chưa nói những chuyện cái công ty kia nó lòi ra nữa là nguy hiểm nữa. Chứ không có chuyện mà đi vay tiền xong rồi giờ không đi trả tháng nào mà đi viết đơn ai cho, trời ơi, bây giờ là không không vay vay về rồi không có trả được, thôi cầm tiền gốc đi trả cho người ta đi. À, em cũng là kiểu là cũng nghỉ đi vay lần đầu ấy, nên là cũng không biết nó như thế nào. Lần đầu với lần sau cái gì, bây giờ là cứ thế mà làm đi, chứ không có chuyện mà đi vay xong rồi không trả được đâu. Em có rất là nhiều tình tiết để người ta đủ yếu tố để khởi tố em luôn đấy. Nếu mà người ta chịu làm ấy là em chết ngay, chẳng qua người ta một là em cái thành phần 50 triệu nhỏ, cái thứ hai nữa là họ không muốn rườm rà thì họ mới cho giang hồ xuống thôi. Nên là lo thu xếp tiền đi trả, khoảng 2-3 tháng nữa gọi về đây cho anh nếu mà em đang còn khó khăn nhá. Vâng.